hôm nay giới thiệu một cái mẫu mạch có công suất là 200W 8 ohm, 400W 4 ohm, kích thước tấm sắt là 19x8 ha. Đối với cái mẫu mạch này thì mình tải là 4 tấc đơn, 5 tấc đơn, 4 tấc đôi, 5 tấc đôi đều được hết ha. Đây Echo, Repeat, Delay, Reverb, Mid Chép, Mid Bass, Mid Von ha. Volume tổng, guitar, chép bass ha. Ngõ ra audio, bình bên ngoài. Công tắc jack nguồn 220. Thì đối với cái mẫu này sẽ chạy biến thớ ha, chạy biến thớ xiến. Đây, biến thớ xiến bên trong này. Ok chưa? Đây là mang công suất này. Đây là tầng rề này, đây là trọn ở bên trong này. Thì đối với ba mạch này, cấu hình của nó có thể là sử dụng cho 4 tấc đôi, 5 tấc đôi, 4 tấc đơn, 5 tấc 4 5 tấc đơn đều được hết ha. Thì đây mình test nhanh với cái cấu hình là 4 tấc đơn. Đây là bass con 75 ha. Ok chưa? Chép 450, vô chung 16 ha. Đây, em đang test trên cái mẫu mic UHF, mic xịn ha, mic đầu thu tốt nè, tiếng ca hay nè ha. Lắp bình, đang lắp bình test nè ha. Ok, thì ở đây mình test thử tiếng mic pro cho các anh em xem ha. Thôi. 1 2 3 4 5 9 m. Cái mẫu này nó có echo, reverb, delay, repeat ha. 1 2 3 4 5 9 m. 1 2 4 5 6 7 9. 1 2 4 5 6. Thì đối với cái mẫu mạch này thì là 4 tấc đơn thì quýnh cơ 15 quýnh phải ru ha. Đây thì ở đây mình test nhạc. Đây trời sinh ra biết bao đông, người hãy đứng đứng giữa dòng, từng đời đông trăm, từng người lòng đông đớp bao lần chờ, người dòng dòng đỡ tối tàn, trời cao xa quá bé bạc, bằng phần hồng nhan chẳng được như thương biết thương tình ta. Dòng dòng bên nước lững lờ, vì sao hay quá lững lờ, dù đò sang sông còn lại bên cũ vẫn ngóng mong chờ. Trời dù bao nghĩa đứa bạn, lòng anh thơ kém vô bạc, anh về anh không có thể đến đi nơi này. Có yêu dương bao nhiêu, chỉ nhận được cô yêu, mà lòng anh vẫn còn thấy chẳng phải. Mà tình anh không phải yêu thương người em gió này, chẳng lòng có xóa hết tâm tình mà có thương đau. Cơ sao nếu anh làm người vội quên hết duyên đâu, người quay mất người chẳng thiết thương giữ anh sau lâu. Em mang tình anh trao ai mày đặt người tan hoa bay, tình này anh đã cho đỡ yêu ai mày yêu. Khi mình test nhạc, các anh em nhận ra một cái đặc điểm hay không? Tiếng chép ha, cực bén luôn ha. Đây là tiếng chép phát ra từ cái chép 450 ha. Chép xịn đó ha. Chép DBA, chép xịn ha. Ok, thì mình test thử một cái đoạn nhạc nhỏ để mình thử tiếng reverb có ổn không ha. Thank you.
Như thế ha, mình phải có lo tốt, lo xịn ha, mạch ca tốt ha, như vậy mình mới phát ra được tiếng ca như thế. Ok ha, kết thúc video rồi.